Page 20. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Where are my posters, Mum? I don't know, dear. Look in your bedroom. B. Oh, they're under my bed. Thanks, Mum. Daniel, lại lần hai nhé. Page 20. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Where are my posters, Mum? I don't know, dear. Look in your bedroom. B. Oh, they're under my bed. Thanks, Mum. Where are my posters, Mum? Những cái tờ mắt phích của con ở đâu, mẹ? I don't know, dear. I don't know. Don't là không. Know là biết. I don't know. Dear, mẹ không biết. Con yêu ạ. Look in the bedroom. Hãy nhìn. À, nhìn ở trong phòng của con ấy. Look là nhìn. Oh, they're under my bed. Chúng ở bên dưới cái giường của con. Under bên dưới. Thanks, Mom. Cảm ơn mẹ. Mẫu câu của bài hôm nay vẫn là mẫu câu hỏi về cái gì đó ở đâu, nhưng mà hỏi với đồ vật số nhiều, và động từ to be e đã được thay bằng are. Where are my poster? Và cái đồ vật ở đây phải để ở dạng số nhiều. Posters là những tấm affix. Những tấm affix của con ở đâu? Và câu trả lời sẽ là they are cộng với cái địa điểm. Đây là under, là ở chỗ nào đó. Under là bên dưới. Dưới cái gì đó? Under my bed. Hoặc là under the bed. Chúng ta học từ mới. No là biết. À, chúng ta lưu ý cái chữ K mà đứng trước chữ N ở trong cái trường hợp này thì chữ K là bị câm, là âm câm. Đấy, chứ không phải là câu mà là no, không đọc chữ K lên đâu. Look là động từ nhìn. Door danh từ cánh cửa. Coat danh từ áo khoác. Next to là bên cạnh. Under cho âm chữ ăn. Under là ở dưới. Behind cho âm chữ hind, đằng sau. In front of đằng trước. Left, to the left phía bên trái. To the right phía bên phải. On the left là ở bên trái. On the right, ở bên phải. Above, sẽ âm chữ above. Bên trên nó khác với này ở trên nhé. Ở trên là chúng ta dùng chữ on. Và ở bên trên tức là cái gì ở trên, bên trên nhưng mà không tiếp xúc với nhau. Ví dụ như là đây là cái bàn này. Đây là cái bàn, nếu quả bóng đặt ở trên mặt của cái bàn như này thì chúng ta gọi là on the table. Nhưng mà nếu cái bóng điện mà ở trên như thế này. Đấy, bóng điện mà cũng ở trên cái bàn nhưng mà bên trên nó không tiếp xúc với cái bàn thì chúng ta dùng từ above. Đấy, cái bóng điện ở bên trên cái bàn. Quả bóng ở trên cái bàn thì quả bóng tiếp xúc với mặt bàn thế này. Đấy, đây là on. On the table là ở trên cái bàn. Đây là above.
The table. Đây là bên trên cái bàn. Đây là ở trên cái bàn. Near. Near. Near là gần. Một câu hỏi vị trí của các đồ vật. Đó, hỏi vị trí của đồ vật số nhiều. Where are they? Where are they? They là chúng. Where are they? Chúng ở đâu? They are cộng với vị trí. On the wall. Trên tường. They are on the wall. Ví dụ. They are on the table. Chúng ở trên bàn. They are above the table. Chúng ở bên trên cái bàn. Where are my poster? Từ they là chúng ta có thể thay bằng tên của đồ vật. Số nhiều. Where are my posters? Những cái tấm áp phích của con ở đâu? Của tớ ở đâu? Cũng trả lời they are. Hoặc có thể nói tắt là they are. They are under my bed. Chúng ở bên dưới cái giường của tớ. Where are the chairs? Where are the chairs? Những cái ghế ở đâu? They are near the table. They are near the table. Near là gần. They are near the table. Chúng ở gần cái bàn. Sure. Point and say. Chỉ và nói. Chúng ta chỉ vào bức tranh. Và chúng ta hỏi đồ vật, các đồ vật ở đâu? Where are the, tức là những cái gì đó ở đâu? Trong bức tranh này là sẽ hỏi những cái ghế. Những cái ghế ở đâu? Thì sẽ hỏi đây là chairs. Where are the chairs? Mà số nhiều. Chair từ chair sẽ viết số nhiều. Những cái ghế ở đâu? They are cộng với vị trí. Near này, table. Thì sẽ là near the table. Nhớ thêm từ the và trước từ table. They are near the table. They are near the table. Tương tự như vậy, bức tranh B, tay chỉ vào những quả bóng ở dưới bên dưới cái giường, thì sẽ hỏi đây là where are the balls? À, câu trả lời là they are under the bed. Thêm chữ the vào trước chữ bed. Under the bed, bên dưới cái giường. Bức tranh tiếp theo, đây là những bức tranh pictures. Where are the pictures? They are on the wall. Đây là những cái áo khoác. Coast. Coast. Where are the coats? They are behind the door. Đằng sau cái cánh cửa. Three. Let's talk. Chúng ta vẫn dùng mẫu câu chúng ta vừa học để hỏi vị trí của các đồ vật ở đâu. Bức tranh A là những cái bức tranh. Tranh ảnh đây chúng ta có thể dùng từ picture hoặc có thể dùng từ poster nhé. Những tấm áp phích hoặc những bức tranh. Và những bức tranh ở trên tường chúng ta sẽ hỏi như sau. Where are the posters? They are on the wall. Bức tranh B. Bức tranh B là cái gối. Cái gối mà chỉ có một cái gối thôi thì chúng ta sẽ hỏi là where is the pillow? Nó có từ pillow là cái gối. Where's the pillow? It's on the bed. Nó ở trên giường. Và bức tranh C là những quyển sách. Quyển sách có hai quyển thì sẽ hỏi là where are the books? They are on the bed. Bức tranh D là những quả bóng. Where are the ball? They are under the bed. Là bức tranh E là cái ghế. Cái ghế chỉ có một cái thôi. Chúng ta sẽ hỏi là where. Where E? Where is the chair? Cái ghế ở đâu? Đây, cái ghế này ở gần cái bàn. It's near the table. Và cái áo khoác. Áo khoác có hai cái. Where are the coats? They are behind the door. Chúng ở sau cánh cửa. Four, listen and number. Nghe và điền số. Bức tranh thứ nhất. Những quyển sách ở trên bàn chúng ta có thể nghe thấy là books on the table. Vị trí là on the. Table hoặc là desk. On the desk.
Bức tranh B. Cái tay chỉ xa thì sẽ có từ there và under, under the desk. Bức tranh C cũng tay, cái tay chỉ xa là ở là there, there và on the chair, on the chair. Là bức tranh D là on the bed. Chúng ta cùng nghe nhé. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there on the chair. On the chair. Nó sẽ là 1. 2. Where are my books? They're here. On the desk. Sure, on the desk. 3. Where are my books? They're there, on the bed. 3, on the bed. Where are my books? They're there, under the desk. Và cuối cùng là under the desk. Five. Read and complete. Đọc và hoàn thành. Hello, my name is Phong. Xin chào, tên của tớ là Phong. A picture of my room. Đây là bức ảnh về căn phòng của tớ. Sit in my bed. Đây là cái giường của tớ. My coat is on the bed. Cái áo của tớ thì ở trên giường. There are three balls under the bed. Có ba quả bóng ở dưới giường, dưới cái giường. There are two chairs. Có hai cái ghế. Near the desk. Ở gần cái bàn. There are four books and a photo on the desk. Có bốn quyển sách và một bức ảnh ở trên cái bàn. There are three posters on the wall. Có ba bức tranh ở trên tường. Answer the question. Chúng ta trả lời câu hỏi. 1. Where is Phong's coat? Cái áo khoác của bạn Phong ở đâu? Nó ở trên giường. It's on the bed. 2. Where are the balls? Những quả bóng ở đâu? They are under the bed. 3. Where are the chairs? Những cái ghế ở đâu? They are near the table. Or near the desk. Chúng ở gần cái bàn, near the desk. 4. Where are the books and Phong's photo? Những quyển sách và bức ảnh của bạn Phong ở đâu? They are on the desk. 5. Where are the posters? They are on the wall. 6. Write about your bedroom. Hãy viết về phòng ngủ của bạn. Jerry là có. Và có một cái gì đó chúng ta liệt kê ra. Và cuối cùng là N. Và cái gì đó chúng ta liệt kê nhiều thứ ra. Và Zera là có nhiều thứ. Nó có nhiều thứ gì, những cái gì. Đấy, những cái gì chúng ta liệt kê ra. Ví dụ Jerry ở ở bed. Vậy là cái gì nữa. Ở desk chẳng hạn. Ở làm. Làm là cái đèn học ấy.
a chair. And a gì nữa chúng ta điền lên, ví dụ a computer. Một cái máy tính. There are, là có những cái gì số nhiều ấy. Những cái gì số nhiều chúng ta kể ra. Ví dụ there are two coats. Có hai cái áo khoác này. There are three poster, ba bức tranh. Four shoe and many books, và rất nhiều sách. Chúng ta đèn ra nhé.